thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giác, dạ con kính tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Bài học hôm nay, môn học tương ưng bộ Sanyutta Nikaya, bài 9, Kinh Tế Đàm, Sanyasutta, khi tín ngưỡng thành tà mị. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa Chánh đẳng, thượng tọa Pháp đăng, thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh nói về cái sự kiện vua Bát Xá Đế Đi vì mong muốn, vì ham muốn bất chính, mình giết một số thường dân nhưng bất thành. Cái câu chuyện này dài lắm thưa quý vị. Liên tiếp theo đó, nhà vua nằm mộng thấy những cái tiếng kêu la đúng sát na sô, chỉ có bốn tiếng thôi, khiến cho vua tâm thần hoảng hốt, sáng lại đêm giấc mộng thuật cho các vị đại thần nghe. Thì những giáo sĩ Bà La Môn trong triều khuyên vua nên tổ chức cái tế đàn theo cách đại tế đàn, và có những cái tiếng kêu la của các con thú họ bị bắt sắp sửa giết, rồi nó kêu la, rồi những người phục vụ phải chạy theo mệnh lệnh, cho nên họ cũng với nước mắt đầy mặt
Và tiếng ồn ào đó đến tai hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika mới khuyên nhà vua nên tìm đến thỉnh ý Đức Phật. Và sau khi được Đức Phật ngài giải thích thì vua không có tổ chức tế đàn nữa. Cái chuyện này ở trong Pháp Quốc Kinh đã kể lại. Và thưa vị, ở trong bài kinh này đó, thì vì là kinh tương ưng cho nên chỉ tường thuật lại đến cái giai đoạn mà khi buổi sáng đó các vị tỳ kheo đi khất thực trong thành, sau khi ngang qua chỗ chuẩn bị tổ chức lễ tế đàn và tiếng kêu la vang rền của những con thú sắp bị giết, các vị tỳ kheo đang vờn bạch với Đức Phật, và Đức Phật ngài đã thuyết lên một loạt những cái bài kệ nói về cái việc cúng tế. Đến đó thì chấm dứt cái bài kinh. Bài kinh hôm nay có lẽ đề nghị với Thượng tọa Giảng sư Quang Hỷ kể thêm một chút về trường hợp vua Pasenadi nằm mộng và các quan giáo sĩ Bà La Môn bày cho vua làm lễ tế thần bằng những con vật. Rồi nhờ sự can thiệp của hậu Malika mà vua đã tỉnh ngộ. Vừa kể câu chuyện mà thỉnh Thượng tọa Giảng sư giảng cho bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh văn của bài kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng tọa đọc. Nam mô Phật Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Dạ, dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con xin đọc phần chánh văn bài chính kinh tế đàn. Danh nhất xuất tăng khi tín ngưỡng thành tàm mỹ. Chương 3, tương ương cô xá lá phẩm thứ nhất. Kinh bổng sanh số 314 và tích truyện kinh pháp cú 2. Từ câu số 1 đến câu 12 kể lại duyên sự bài kinh này với nhiều chi tiết. Bây giờ vua Bát Xê Na Đi với sự ham muốn bất chính định giết một thường dân nhưng bất thành. Xin sám hối với đạo tràng. Liên tiếp theo đó, nhà vua nằm mộng thấy và nghe những âm thanh kỳ lạ khiến thần hoảng hốt. Vua đem giấc mộng thuật lại cho những giáo sĩ Bà La Môn trong triều. Những Bà La Môn khuyên nên tổ chức đàn tràng chính tế theo cách tại tế đàn. Với cách tế tự
đặc biệt này, nhiều sinh vật bị giết để hiến cúng. Trong thời gian chuẩn bị tế tự, có rất nhiều sự ba tháng từ dân chúng bị bắt làm tạp dịch. Sau này, nhờ nghe lời khuyên của Hoàng hậu Malika, nhà vua tìm đến thỉnh ý Đức Phật và không tổ chức tế đàn nữa. Đức Phật không phủ nhận giá trị của sự tế tự, miễn là trong đó không có sát sanh và sự cúng tế mang tính cách truyền thống gia đình. Tế tự là nét văn hóa đẹp mà còn mang giá trị tinh thần. Nhưng phải biết suy xét để tránh những tín ngưỡng dân gian ma hộ, những cổ hủ sát sanh hại vật. Kinh văn: Tại Sa Quá Thi. Lúc bấy giờ, vua Bát Xê Na Đi, nước Cô Sa Lá tổ chức một đại lễ, một đại tế đàn. 500 con bò đực, 500 con bò cái, 500 con dê và 500 con cừu Ubrapha được dắt đến trụ để tế lễ, để làm tế đàn. Và có những người tỳ, hay những người phục dịch, hay những người lao động bị hình phạt thúc đẩy, bị sợ hãi thúc đẩy, với nước mắt đầy mặt than khóc và làm các công việc chuẩn bị cho lễ tế đàn. Rồi rất nhiều tỳ kheo vào buổi sáng đắp y trầm bát đi vào Sa Quá Thi để khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, vua Bát Xê Na Đi, nước Cô Sa Lá tổ chức một đại lễ tế đàn. 500 con bò đực, 500 con bò cái, 500 con dê, 500 con cừu được dắt đến trụ tế lễ để làm lễ tế đàn. Và có những người nô tỳ, hay những người phục dịch, hay những người lao công bị hình phạt thúc đẩy, bị sợ hãi thúc đẩy, với nước mắt đầy mặt và than khóc, làm các công việc được cho lễ tế đàn. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ: Lễ cúng ngựa, cúng người, quan cập rượu chiến thắng, không chốt cửa đại lễ, chúng không phải quả lớn. Bạn, lễ hiến cúng thần linh, giết ngựa, giết mạng người, lễ xăm ma ba xong, lễ qua chắc hay dân, lễ đi rát gắt, gắt là hằng, với bao sự giết hại, không có quả phước lớn. Chỗ nào có dê cừu và trâu bò lễ tế đàn như vậy, bậc đại thánh không đi. Bạn hiểu đính, bậc thánh với chánh hạnh không tham dự tế đàn với bao sự giết chóc dê cừu và trâu bò. Tế đàn không rộn ràng, cúng dường thường hằng, không có sự giết hại dê cừu và trâu bò để tế đàn như vậy, bậc đại thánh sẽ đi. Bạn hiểu đính, tế tự không sát hại những dê cừu trâu bò và những sinh vật khác, và những sinh vật khác để truyền thống gia tộc với tế tự như vậy, bậc thánh luôn tham dự. Bậc trí tế như vậy, tế đàn vì quả lớn, ai tế lễ như vậy chỉ tốt hơn không xấu, là tế đàn vĩ đại được chư thiên hoan hỷ. Bạn hiểu đính, bậc kỹ luôn tế tự mang lại kết quả lớn, ai cúng tế như vậy chỉ tốt chứ không xấu, là phước sự lớn lao, chư thiên cũng hoan hỷ. Thích văn: Asame thăng Purisame thăng, hiến tế bằng ngựa, bằng người,
samma ba sang qua chấp thầy dân đi rát ca gan là hằng tế đàn samma ba sang tế đàn qua chấp thầy dân tế đàn đi rát thành là hằng maha dân nhà maha ram pha đại tế đàn maha ram pha na tề hồn tị ma hấp pha là không có quả lớn a chê la ca cha gà vô cha bậc thánh với chánh hạnh vi vi thà giáp tha hành nha rề a tăng sầm mắt gắt ta dành nhằn u vây dành ti ma hề si nô không tham dự sự cúng tế mà ở đó dê, cừu, trâu bò và các sinh vật bị sát hại. Dê cha dành nhà ni ra râm pha tế đàn nào không có sát hại. Cha dành tế anukut ăn sa đà được luôn duy trì bởi truyền thống gia đình. A chê la ca cha gà vô cha quy quy thà nét tha hành nha rề tế tự không có sự sát hại dê cừu trâu bò và các sinh vật khác ê tăng sam mát gác tài dành nhằn u ba dành tim ma hề si nô bậc thánh với chánh hạnh tham dự tế đàn đó ê tăng chắc chê tha mê tha quy bậc trí cúng tế như vậy ê sơ danh nhờ ma hấp pha lô tế tự mang lại quả lớn ê tanh hi chắc chắc ma na sa sự cúng tế như vậy say dơ hô tí na ba bi dơ chỉ có tốt chứ không xấu danh nhờ cha quý danh nhờ cha quý bú lô hô tí là tế tự vĩ đại ba sĩ đành tí cha đề qua tà tí được chư thiên hoan hỷ thích văn theo sớ vại theo sớ giải ác tế đàn sâm ma ba sang tế đàn qua chê đầy dân tế đàn đi rát gần lá hằng đại tế đàn ma ha sâm pha bắt nguồn từ sự sai lạc của các bà la môn thở xưa khi giải thích về tứ nhiếp pháp bố thí ái ngữ lợi hành bình đẳng dịch giả hòa thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình thì thượng tọa giác đẳng chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp đăng giảng dạy bài học ngày hôm nay nam mô bích tha giá con kính nhân bích tính sư. Alo. Dạ, con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Tân, đại đức Tề Tri, đức Tề Đức, sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay mình nghe về một cái câu chuyện của Upasenadi và cái lễ tế tự được các vị bà la môn bàn bạc và một giấc mộng của Upasenadi và cái câu chuyện muốn giết cái người một cái người thanh niên mà trong kinh Pháp Cú thì con nhớ rằng câu chuyện chàng thanh niên có cô vợ đẹp. Và cái bài kệ đó thì là đêm dài cho người thức, đường dài cho người mệt, luân hồi dài rất dài đối với kẻ giúp chánh pháp. Đức Phật ngày thuyết lên cái bài kệ đó đó thì nhân một cái câu chuyện và cái sự việc này đó thì thật như là lời của sư phụ Tịnh Siêu thì nó câu chuyện rất là dài. Nhưng mà ở đây thì cũng kể một chút về cái câu chuyện đó. Thì quý vị thấy rằng Upasenadi đó sau khi từng ở trong cái hoàn thành của mình đó
Thì lúc bấy giờ anh chàng thanh niên này có một cô vợ đẹp mà, và anh cũng nghĩ rằng cô vợ này đó sẽ mang lại cho mình nhiều cái phiền phức, nên anh ta tự đi làm và cho vợ ở nhà thôi, chứ không có muốn vợ ra khỏi nhà. Vì anh biết rằng nếu mà ai nhìn thấy vợ anh đó, sẽ gây cái sự khổ cho mình. Vì biết rằng một cái người phụ nữ đẹp đó, thì những cái vị vương tôn công tử hễ mà nhìn rồi đó thì sẽ gây cái tai họa đến mình. Nên anh ta để cô vợ ở nhà và dặn cô vợ đó. Nhưng mà vì Yubhasiddhi tuần du và cái sự cuộc tuần du đó đó tiền hô hậu ủng, nên cô ta cũng muốn dòm. Và đứng trên lầu thì cô ta nhìn xuống thì để thấy khi mà cô ta chống cửa đó, cái sông cửa đó thì đã rớt xuống, và vua nhìn lên thấy cô ta. Và khi mà vua thấy cô ta đi, trong lòng vua say đắm. Chính cái sự say đắm đó, đó nên vua tìm cách để tiếp cận và cho người đi thám thính mà biết được cô có vợ, có chồng rồi, và tìm cái người chồng mà triệu vào cung để phong cho một cái chức, và muốn giết cái người chồng để đoạt cái người vợ. Thì quý vị biết rằng khi mà vua đó có cái sự suy nghĩ như vậy ấy, thì anh này cũng biết mà vua triệu mình vô đó là do vợ của mình, nên anh ta cũng chu toàn mọi việc. Thì khi chu toàn mọi việc như vậy đó thì vua tìm đủ cách, cuối cùng vua tìm một cách làm kêu anh ta phải đi tìm đất như màu son và bông sen đỏ trắng đó, xanh đó. Và anh này chỉ nghĩ rằng ở cõi Long Cung mới có cái đất hoàng hồng hoàng đó thôi, nên anh ta mới về kêu vợ cơm rồi đổ canh vào. Trên đường ta anh ta bôn ba đến sông đó, anh ta cũng tính toán, và ông vua đó thì cũng tính toán. Vua nghĩ rằng anh này nếu có người trợ giúp đó, thì anh sẽ về trước khi đóng cửa, nên vua cũng cho đóng cửa sớm. Và anh ta đó là đi một mạch đến bờ sông, và anh ta bỏ đồ ăn cơm của mình mang theo đó, anh ta bỏ một phần ra ngoài đường. Anh ta mới nói rằng cúng dường cho những người lữ hành đi qua lại được 1000 lần phước, bỏ xuống dưới sông cho những loài thủy tộc ăn cũng được cả 100 lần phước. Xin hồi hướng cho Long Vương, và xin Long Vương cho mình cái đất như là Thầm Sa và bông sen. Thì Long Vương lúc bấy giờ cũng chấn động và đem cho anh ta những cái vật đó. Trong kinh Bát Cú thì Bát Tăng nhớ như vậy. Anh ta đi về thì vua đó, thì đêm hôm đó đó, khi mà anh ta về đó thì tới cổng hoàng thành đó thì bị đóng cửa lại rồi, đóng cửa lại rồi, và anh ta đó phải vào trong chùa để nghỉ nhờ trong chùa. Và anh ta nói rằng vua muốn giết mình để đoạt vợ, khi mà anh ta bỏ cái đất hồng hoàng với bông sen đó trên cái đầu cổng thành, anh ta la lên như vậy. Và anh ta tìm chỗ ngủ vì đêm ngày hôm đó anh ta đi rất là mệt mỏi. Thì vua đó cũng trông cho trời sáng để trị tội cái anh này. Nhưng mà đêm hôm đó thì vua cũng bị nhung nhớ và bị đủ chuyện như vậy, lo âu đủ chuyện, nên vua nằm mơ chập chờn, không có ngủ được. Và trong giấc mơ đó thì vua thấy những cái chúng sanh đó, ở trong khổ cảnh đó, mỗi người trồi lên nói một tiếng đú xá ná xô. Và trong kinh Pháp Cú thì Ngài Pháp Minh có dịch 4 cái tiếng đó là: xưa ta sống nhút nhơ không bố thí bao giờ, tuy có nhiều tiền của chẳng làm chỗ nương nhờ. Rồi một vị nữa là nói rằng không hết cũng không cùng, không thấy chỗ cấu chung, xưa ta tạo nghiệp ác tôi cùng với các ông. Thì một người đã nói rằng nếu tôi được thoát thân đầu thai làm thế nhân, hiểu biết giữ giới luật, tạo thiện nghiệp nhiều lần. Thì 4 bài kệ đó được nói thành 4 chữ đó được phổ thành 4 cái bài kệ, nói lên nó có nghĩa là một cái người mà xưa ta sống nhúc nhơ không bố thí bao giờ, tuy có nhiều tiền của chẳng làm chỗ nương nhờ. Rồi nói lên những cái bài kệ đó đó
Thì vua đó nằm nghe một tiếng đó thôi, mà vua cứ nghe lặp đi lặp lại hoài. Thì sáng ra đó, vua nhớ cái giấc mộng đó, và vua không còn nhớ đến cái chuyện mà người phụ nữ đó nữa. Mà giờ vua đó là thấy cái giấc mộng đó mà vua sợ hãi. Thì vua sáng nay lâm triều đó, thì hỏi các bà la môn tế tự. Thì các bà la môn này á, nghĩ rằng sẵn dịp vua nằm mơ như vậy đó, người ta tìm cho được ít đồ ăn, có nghĩa là những loài vật đó tế cúng, cúng tế giết, lấy máu tế lễ như vậy đó, thì những cái phần thực phẩm đó, đó mỗi người chia ra một mớ để ăn. Nên lúc bấy giờ những người đó đó họ hoàn toàn mù quáng, hoàn toàn không có biết được những cái tiếng mà vua nghe và cái giấc mộng mà vua thấy, cũng không có biết được. Nên những người đó bàn theo cái cách của mình, miễn sao có lợi cho mình thôi. Thì lúc bấy giờ đó, vua đã nghe lời những bà la môn đoán mộng đó, đã bắt những người phải làm những cái việc mà dưới quyền lực của mình đó, bị la hét, bị đánh đập, đi bắt bớ những loại thú đó để cột dưới cái cột cột tế. Thường thường chúng ta biết rằng những cái loại vật đó mà muốn bắt nó dắt đến giờ để mà làm lễ tế đó, thì phải đóng cái trụ rồi cột những con dê, con cừu, con bò, con trâu, những con vật, con bò, những con này kia nọ, nó bò đực, bò cái. Trong kinh thì nói rằng bò đực, bò cái. Thì quý vị biết bên Ấn Độ thì rất là nhiều bò, quý vị, dê, cừu, những cái loài đó rất là nhiều. Thì lúc bây giờ bắt lại để làm cái lễ tế đàn. Và những cái tiếng than khóc của những người phải đóng cọc, phải làm cái lễ tế đàn đó. Và hoàng hậu Malika đã nghe những cái âm thanh đó, và đi đến gặp Đức Vua. Thì Đức Vua đó, thì hỏi Đức Vua có khỏe không. Thì Đức Vua nói rằng hậu thì ngủ ngon rồi, nhưng mà hậu không biết rằng đêm hôm nay đó, ta nằm mộng đó, những cái giấc mộng nó cứ quay quần hoài như vậy, nó cứ nghe bốn tiếng đú xá ná xô như vậy thôi. Và những cái giấc mộng nó diễn ra đó làm cho ta rất là sợ hãi, cả đêm ta trằn trọc không ngủ được. Thì lúc bấy giờ đó thì hoàng hậu Malika mới hỏi, và vua nói rằng muốn bắt những cái trâu bò, những bò đực, bò cái, rồi dê đực, dê cái, cừu, rồi này kia nọ để làm lễ tế đàn theo những cái lời của những vị bà la môn đoán mộng. Thì hoàng hậu Malika mới nói rằng bạch đại dương, có một đấng đại bà la môn, một vị tinh thông thế gian này, tại sao mà ngài không vào hỏi bậc đại bà la môn mà thông tuệ như vậy là Đức Phật. Thì quý vị biết rằng khi đó đó Đức Vua mới sực nhớ lại. Thì quý vị biết Đức Vua đó, thì chúng ta cũng nghe Đức Vua vô hỏi Đức Phật cũng nhiều những chuyện lắm, nhưng mà bây giờ thì Đức Vua do nằm mơ, do thương nhớ cái người phụ nữ, rồi muốn được cái người phụ nữ đó, rồi suy nghĩ ra như vậy, nên tâm của Đức Vua cũng bấn loạn. Đức Vua quên hẳn là bậc đạo sư. Nghe hoàng hậu Malika nhắc như vậy đó, thì vua mới vào. Thì Đức Phật đó, thì ngài đã nói về bốn cái tiếng đú xá ná xô đó, là những thân bằng quyến thuộc của đại dương, mong mỏi thoát khỏi khổ cảnh, mong mỏi được nhận phước, mong mỏi đại vương tạo phước. Thì khi mà quý vị biết rằng lúc mà vào đó, chúng tôi còn nhớ cái câu chuyện đó là cái anh chàng thanh niên nghèo đó, ảnh đi ngày hôm qua mệt mỏi đó, thì ảnh có nói một cái câu kệ là đêm dài, đường dài với kẻ mệt. Thì vua đó, cả đêm vua không ngủ được đó, thì vua cũng nói lên cái tâm trạng của mình là đêm dài với người thức. Đức Phật đó, thì ngài nói rằng luân hồi dài, rất dài đối với kẻ dốt chánh pháp. Thì bài kệ bốn câu này đó, nó hai câu của hai người, của chàng thanh niên có cô vợ đẹp, mà cái đêm trằn trọc của Đức Vua Ba Tư Nạc. Hai cái câu mà
luân hồi dài, rất dài đối với kẻ giúp chánh pháp đó, là cái bài kệ của bậc đạo sư. Thì lúc bấy giờ đó Đức Phật Ngài đã giải thích hết những cái điều mà trong tâm tư của Đức Vua, và cái sự mà giết chóc không có mang lại cái lợi ích gì hết. Những cái tế đàn thì Đức Phật Ngài vẫn tán thán. Trong cái bài kinh Trung Bộ, cái bài kinh số 5 của Tá Đanh Tá đó, thì chúng ta cũng nghe là nói về câu chuyện của Đức Vua Maha Quý Chi Tá, Maha Quý Chi Tá, về cái đại lễ tế đàn. Và trong đó, đó thì có trình bày những cái tế đàn mà có sắc sanh đó, thì các bậc hiền thánh đó, không bao giờ đến hết. Không bao giờ đến. Một tế đàn mà hoàn hảo đó là ba cái cách tế muỗng và 16 tế vật, là muốn nói đến cái tâm tư của một cái người chủ tế. Chủ tế có nghĩa là trong sạch, trong sạch, không có bắt bớ, không có hành hạ, không có làm cho người ta than khóc, làm cho người ta khổ sở, mà ở đó đó cho tất cả, dù là người có giới sát sanh hay là không có giới sát sanh, trộm cắp không có giới trộm cắp, tà dâm không có giới tà dâm, có giới hoặc là không giới, rồi nói hai lưỡi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, có tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì ở trong đó nó nói rằng cho tất cả, nhưng mà người nào mà có cái tà kiến hay là không có giới đó, họ đến cái tế đàn đó họ cũng không bị tổn thương. Nhưng mà những người mà có giữ giới, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối hay là không có ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngữ, thô bỉ ngữ, hay là không có tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì những người có những pháp bất thiện đó, hay là những người không có pháp bất thiện đó, đến những cái người không có pháp bất thiện thì lại hoặc càng quan hỷ hơn nữa, càng quan hỷ hơn với cái đại tế đàn của vua Maha Quý Chi Tá tổ chức. Và ở trong đó thì bà kinh đó có trình bày một cái lễ tế đàn đó, được thông báo cho những vị bà la môn trong thành ngoài thành, sát đế lỵ trong thành ngoài thành, gia chủ phú hào trong thành ngoài thành, rồi những thứ dân trong thành ngoài thành, có nghĩa là thông báo tất cả trong thành ngoài thành đều đến lễ tế đàn đó. Và tế đàn, lễ tế đàn đó để mặt hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, được chất đầy những cái đồ. Ai muốn cái gì đó đến để nhận những cái vật bố thí đó. Thì một cái đại tế đàn như vậy đó mang lại rất là nhiều. Và Đức Phật thì cũng xác định là một cái người nào tổ chức cái tế đàn đó đó, thì sau khi thân hoại mình chung cũng được sanh lên cõi trời. Và Bà La Môn Cô Tá Đanh Tá có nói với Đức Phật về những cái tế đàn nào mà nhiều phước hơn, mà ít có phiền hà hơn, thì Đức Phật Ngài cũng có trình bày một cái tế đàn thường cúng, thường cúng từng bị Bà La Môn, Sa Môn, Bà La Môn, những người có giới hạnh đó, nhiều phước hơn và ít có phiền não hơn. Tại vì tuy rằng Đức Phật Ngài có nói đến cái tế đàn như vậy, nhưng mà thường thường những cái bậc chân tu đó không có đến những cái tế đàn đó. Vì tuy rằng nói là sắp xếp như vậy, nhưng mà ở đó nó cũng vẫn còn sự la hét, còn cái sự chen lấn, giành giật. Nên những cái người chân tu đó, họ sẽ không đến những cái tế đàn đó. Nên Đức Phật này nói rằng cái tế đàn mà nó thường cúng, có nghĩa là thường cúng dường, thì cái tế đàn này có phước nhiều hơn và nó ít phiền toái hơn. Rồi Đức Phật này có nói đến chùa Tứ Phương Tăng, nếu mà xây dựng Tứ Phương Tăng để cúng dường. Rồi Bà La Môn Cô Tá Đanh Tá có hỏi nữa là có cái tế đàn nào mà nhiều phước hơn mà ít phiền não hơn, thì Đức Phật Ngài có nói đến quy y Phật Pháp Tăng. Rồi hỏi đến những cái tế đàn nữa thì Đức Phật nói rằng giữ gìn năm giới, từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Rồi Bà La Môn Cô Tá Đanh Tá hỏi nữa thì trong đó có trình bày về về tu tập để chứng sơ thiền. Rồi Bà La Môn Cô Tá Đanh Tá hỏi nữa thì chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi chứng đến sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì cái những vậy đó thì nó nhiều phước hơn mà nó ít phiền não hơn.
À, thì trong cái bài kinh Trung Bộ số 5 đó, thì quý vị vào nó coi ấy, thì quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật ngày có nói cho Bà La Môn Cô Tá Thanh Tá cái lễ tế đàn đó, rất là hoàn mỹ. Từ cái việc mà bỏ ra tế lễ cho đến cái cách mà làm cái thiền sự tu tập nội tâm để chứng đạt được đạo quả đó, thiền định đạo quả đó, thì Đức Phật có trình bày như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng Đức Vua đó nằm mơ đó, nhưng mà trước khi nằm mơ đêm hôm đó đó thì là muốn một cái người phụ nữ đẹp, một người phụ nữ đẹp đã có chồng rồi, và vua muốn chiếm hữu cái người phụ nữ đó nên tìm cách để hại cái người thanh niên, anh chàng thanh niên có cơ vợ đẹp đó. Như vậy thì chúng ta thấy anh chàng thanh niên đó đi đôn đáo đó mệt mỏi, nên nói rằng đường dài với kẻ mệt, lữ khách mệt đó. Đức vua không ngủ được mới nói rằng đêm dài với người thức. Đức Phật ngài mới dạy là luân hồi dài, rất dài đối với kẻ dốt chánh pháp. Có nghĩa là chúng ta không có thông về các cái cảm thọ. Bởi vì những cái cảm thọ đó, quý vị thấy ở đời này người ta chỉ chạy theo những cái cảm thọ. Cảm thọ, những cái lạc thọ thì họ luôn luôn tìm cầu những cái lạc thọ, hỷ thọ. Họ rất là sợ những cái khổ thọ hay ưu thọ. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng hễ mà anh chàng thanh niên có cơ vợ đẹp đó, có cô dẹp đẹp đó thì vui, nhưng mà bên đó cũng nỗi khổ. Khổ vì cái người vợ mình quá đẹp, ai nhìn thấy á, thì cũng tìm cách để hại mình. Nên đó quý vị thấy cũng như là Võ Tòng mà với Võ Đài Lang, mà Võ Đài Lang có cô vợ đẹp mà Tây Môn Khánh chiếm hữu đó, thì tìm cách để rồi đầu độc anh của Võ Tòng, Võ Đại Lang chết vì phải uống thuốc độc, phải bỏ thuốc độc đi cho uống, rồi cuối cùng chết. Thì quý vị thấy rằng rất là nhiều những cái chuyện đó xưa và nay nó là như vậy quý vị. Người ta tìm những cái cảm thọ, và những cái vị Bà La Môn nghe về những cái người nằm mộng đó, thì luôn luôn lúc nào họ cũng bàn có lợi ích cho họ. Nên bình thường quý vị thấy với những cái người mà họ làm cái nghề gieo quẻ hay đoán quẻ đó, họ cũng sống bằng cái nghề đó. Nên khi mà ai mà nói mình có cái quẻ đó, cái giấc mộng đó, thì họ sẽ đoán cho mình cái quẻ đó, và cái giấc mộng đó thấy cái gì thì họ sẽ đoán cho mình, và họ sẽ bắt mình đặt tiền quẻ. Thì quý vị thấy cũng Bà La Môn xưa cũng vậy thôi quý vị. Khi mà Đức Vua mà nói nằm mộng như vậy đó, thì họ tìm cách để nói với vua những cái tế lễ, giết những cái loài vật này vật kia để lấy máu hiến tế thần lửa, để rồi những cái phần thịt đó đó họ chia chác bà con dòng họ, họ chia chác nhau họ ăn. Thì chúng ta thấy rằng bởi vì chúng ta sống ba người, người ta sống, người ta luôn luôn đó họ có cái cách để như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì ngài biết những cái tế đàn mà thật tâm người cầu những cái phước báo cõi trời đó, hay là phước báo để sanh làm Xá Lợi Đại Phú, Bà La Môn Đại Phú hay Chư Thiên Đại Thần Lực đó, thì họ luôn làm những cái tế đàn, mình gọi là những cái tế lễ, những cái vật tế là những cái thực phẩm, những cái y phục, những cái vật dụng người ta cần, hễ cần cái gì thì mình cho cái đó, để cho những người đó không bị đói khát, không trộm cắp. Quý vị biết rằng vua chuyển lưng đánh vương cũng vậy. Trong nhiều bài kinh đó, Đức Phật ngài cũng nói về vua chuyển lưng đánh vương đó. Khi mà người ta đói khát đó, người ta trộm cắp. Nếu là vua chuyển lưng đánh vương đó, thì phải cho họ và dặn họ tiền này đem về đó nên nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, rồi bố thí cúng dường cho những vị sa môn, bà la môn, phải nên làm như vậy. Để làm gì? Vua cho như vậy đó cũng giống như là tiếp độ họ, vì họ có của đó thì họ sẽ nghe lời vua, và họ họ nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con, rồi họ cúng dường bố thí như vậy đó, thì cái phước của họ nó cũng tăng trưởng, và cái tội ác của họ nó sẽ không tăng lên quý vị. Nên được chỉ thấy nếu mà một vị vua chuyển lên thánh vương đó mà bắt đầu hết phước đó, thì thay vì cho đó, họ không cho
những người ăn trộm ăn cắp á, thì họ đánh đập. Mà khi họ bắt những người ăn trộm ăn cắp á, hỏi ngươi ăn trộm ăn cắp phải không, thì người đó họ sẽ nói dối, họ nói rằng tôi không có ăn trộm ăn cắp. Nên vua chúa đó phải đánh đập, hành hạ, tra khảo cho họ nhận tội. Nên á, quý vị thấy trong kinh đó, trong kinh Đức Phật này mô tả đó, là người ta đói khát á, mà mình đi trộm cắp đó, mình bắt được họ đó, thì họ phạm tội trộm cắp. Nhưng mà mình điều tra họ thì họ phải nói rằng họ không có lấy, không có trộm cắp, nên họ phạm tội nói dối. Và vua chúa đó phải hành hạ họ, đánh đập họ. Rồi nếu mà họ được thả ra đó, thì họ sẽ tạo ra vũ khí để chống lại những cái người nhận được mệnh lệnh của vua đi bắt bớ những người trộm cắp đó. Nên trộm cướp, nên họ trở thành kẻ giết người. Mới đầu họ chỉ trộm cắp thôi, nhưng mà họ bị vua bắt bớ, họ nói dối. Khi mà họ nói dối rồi á, thì nếu mà vua thả họ về đó, thì họ sẽ tụ tập trở lại, họ tạo ra vũ khí, rồi họ đi trộm cắp. Nếu người chủ chống đối thì họ giết người chủ luôn, họ trở thành kẻ cướp, giết người cướp của. Chính vì như vậy nên Đức Phật ngài nói rằng một vị vua đó mà có đức hạnh đó, thì luôn luôn lúc nào dân đói khổ đó, thì họ cho dân và họ khuyên dân đó là nên như vậy như vậy, nên nên nuôi vợ nuôi nuôi cha nuôi mẹ nuôi vợ nuôi con, rồi bố thí cúng dường cho những vị sa môn và lãng môn. Vua cho và vua dặn như vậy. Nên quý vị biết rằng đó là Đức Phật ngài kể về những cái vị vua mà cái thời kỳ mà vua chuyển lương thánh vương đó. Bởi vì chúng ta thấy cái thiên lương báo đó là cái đó không phải là của tổ phụ, mà cái đó là của vị vua chuyển lương thánh vương. Nhưng mà khi mà vua này mà với cái tâm mà xuống cấp đó, thì cái bánh xe chuyển lưng đó, nó sẽ lún xuống từ từ, và cuối cùng nó lún sâu xuống dưới đất và nó dính, nó mất luôn, nó không có hiển lộ là xe báo nữa. Và cái xe báo đó thì quý vị thấy ở trong đời đó là nó rất là đặc biệt. Xe báo đó là vua chuyển lưng thánh vương lên thì kêu nó bay, thì nó bay hướng đông tây nam bắc, có thể đi đông tây nam bắc để về ăn sáng vẫn kịp. Trong kinh mô tả cái thiên lương báo là như vậy. Thiên lương báo là một cái phước báo công đức của vua chuyển lưng thánh vương, chứ không phải là do cái tổ phụ truyền lại. Nên đó, chúng ta nghe trong kinh Trường Bộ mô tả về một vị vua mà từ bỏ đi tu rồi đó, để cho con. Nhưng mà đứa con đó khi mà thấy cái thiên lương báo nó lúng xuống đó, thì đến hỏi vua cha, thì vua cha mới khuyên hãy thực hành theo thập dương pháp, là pháp của vị vua, và thiên lương báo sẽ hiện lên. Và thiên lương báo đó không phải là của tổ phụ truyền lại, mà đó là của một vị thành là chuyển lương thánh vương, thì thiên lương báo sẽ hiện. Nhưng mà một thời gian đó, thiên lương báo này có thể nó sẽ lúng xuống. Nếu mà vua không có thực hành theo thiện pháp thì cái thiên lương báo sẽ lúng xuống, nó sẽ lúng xuống từ từ. Đây cũng muốn nói lên một ý nghĩa rất là đặc biệt quý vị. Cái phước báo của vua chuyển lương thánh vương đó, nó thù diệu. Khi mà phước báo đó nó bị mòn mỏi, nó bị bào mòn đó, thì cái thiên lương báo nó sẽ lúng xuống từ từ và nó sẽ biến mất. Nếu mà vua chuyển lương thánh vương đó không có thiên lương báo thì người ta không kêu là vua chuyển lương thánh vương nữa, có thể là chỉ là một vị vua thôi. Như vậy thì quý vị biết rằng cái tế đàn mà vua chúa thường sợ khi mà nằm mơ thấy những cái gì ảnh hưởng đến cái sanh mạng, cái đế vương, cái đế vị, sanh mạng đế vị và hoàng hậu công chúa hoàng tử, coi như là trong tôn thất của mình đó, sợ ảnh hưởng. Nhưng mà những người Bà La Môn đó, thì họ đón mộng đó, thì họ luôn luôn họ phải đón, vì họ là người mù quáng, họ đâu có hiểu được cái điềm mộng đó có thể xảy ra hay là không xảy ra. Và chúng ta cũng thấy trong Upasenadi có 16 điềm mộng, và bạch hỏi với Đức Phật đó, Đức Phật nói rằng những điềm mộng này sẽ không xảy ra trong đời Đức Vua, và chỉ xảy ra sau này thôi. Đức Phật này cũng có giải về 16 điềm mộng này ở trong cái cuốn Phật sử diễn ca của sư trưởng Úc Trà Ôn, có ngâm cái đoạn 16 điềm mộng của Upasenadi đến bạch hỏi Đức Phật. Thì quý vị biết rằng Đức Upasenadi, như chúng tôi nói đó, sẽ là một vị Phật tổ tương lai. Nhưng mà khi mà còn nhân thì nó cũng có nhiều chuyện, nhưng mà cái tâm tư đó nó cũng bị cuốn hút. Nhưng mà gặp Đức Phật á, Đức Phật này khuyên dặn, hoặc là Hoàng hậu Malika khi nói đến bậc đạo sư đó, thì làm vua cũng
cũng tỉnh ngộ, vua bình tĩnh hơn, rồi đi gặp Đức Phật. Mà Đức Phật ngày có nói lên những cái tư cách của ác pháp và thiện pháp. Một người mà có cái tư cách thiện pháp đó, thì cái thiện nó hiện lộ. Và cái thiện pháp hiển lộ thù thắng nhất là của vua Chuyển Lương Thánh Vương, vì có thiên lương báo, trong đó có nữ báo, voi báo, hay là bốn hầm châu báo, hay ngựa báo, hay là tướng quân báo, hay là cư sĩ báo. Thì chúng ta biết rằng vua Chuyển Lương Thánh Vương đặc biệt, vua tổ phụ luôn nói với vua kế vị đó là thiên lương báo không phải là của tổ phụ, đó là cái truyền thống của Chuyển Lương Thánh Vương. Nếu vị nào mà có cái thiên lương báo bay được đó, thì vị đó thực hành theo những cái phương pháp của Chuyển Lương Thánh Vương. Còn vị nào mà khi mà bê tha, không có bố thí cho những người nghèo khổ, thì họ sanh ra trộm cắp, sanh ra nói dối, họ sanh ra giết người, họ sanh ra xung đột, họ sanh ra tranh giành, rồi sanh ra phe phái. Và những cái nỗi khổ triền miên đối với những người dân, đối với những chúng sanh trong quốc độ của mình, và như vậy đó đem đến cái sự xung đột và ác bất thiện, tham sân si tăng trưởng, và những cái thiện pháp mà bị bào mòn, bị mai một và không còn hiển lộ. Và trong gia đình nó không có được vui. Trong kinh mô tả là những đứa con, những đứa cháu nằm ở trên bụng cha mẹ, nó nhảy nhót ở trên bụng cha mẹ. Không còn những cái cảnh đó mà người ta đầu tắt mặt tối, cặm cụi làm lụng cả ngày lẫn đêm để tìm ăn, tìm mặc, tìm ở, không dễ gì họ dễ dàng để có được. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng những điều đó được Đức Phật ngài nói lên khi một nội tâm của vua Chuyển Lương Thánh Vương, hay là một nội tâm của một vị vua có đức hạnh, thì họ luôn luôn biết sống tiết chế, biết sống tiết chế tham dục, và biết chế ngự những cái sân hận, biết nhẫn nại khi mà gặp những cái nghịch cảnh khó khăn, biết vượt lên, biết hầu kính những cái vị sa môn, bà la môn, những bậc trí tuệ, lắng nghe những lời đạo đức để tăng trưởng cái đạo hạnh của mình, để làm một vị vua Chuyển Lương Thánh Vương, hay là một vị vua hoàn hảo trong cuộc đời này. Chúng ta thấy không phải dễ, bởi vì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật thì vua Ba Sê Na Đí hay là vua A Xà Thế cũng xung đột lẫn nhau. Nhưng mà Đức Phật ngày thường nói rằng A Xà Thế là một vị ác vương, còn vua Ba Sê Na Đí là một vị hiền vương. Tại vì luôn luôn vua A Xà Thế lúc nào cũng xâm lấn cái vương quốc của vua Ba Sê Na Đí, bắt bớ rồi phải chuộc lại bằng những người phụ nữ đẹp, bằng những lụa là gấm dốc vàng bạc châu báu, bị bắt nhiều lần như vậy. Nhưng mà rồi vua Ba Sê Na Đí cũng bắt được vua A Xà Thế, và bắt vua A Xà Thế phải chuộc lại gấp 10 lần như vậy. Bị bắt 10 lần nhưng mà bây giờ bắt mình là một lần, bắt chuộc lại gấp 10 lần. Thì chúng ta thấy rằng những cái chuyện xảy ra như vậy đó là mà đức vua Ba Sê Na Đí đó, vua Ba Tư Nạc đó, là không có muốn khởi sự chiến tranh, và vua chỉ ở trong cái vương quốc của mình và muốn thực hành. Nhưng mà rồi con người chúng ta có những phiền não từ nơi mắt, khi nhìn thấy cảnh sắc, những cái sắc hạ ái, là người phụ nữ đẹp hay là một màu da đẹp, một người có dáng đẹp, thì tâm bị cuốn hút, bị nhiệt não mà chúng ta gọi là lửa tham, hay là âm thanh từ tai nghe, hay là mũi ngửi mùi, hay là miệng nếm vị, thân xúc chạm. Thì điều đó là những cái lộ mà chúng ta gọi là lộ ngũ môn. Và những cái lộ đó nó có khả năng để tâm tham sanh khởi, tâm sân hay là tâm si sanh khởi. Và những cái phiền não tham sân si đó luôn luôn lúc nào cũng nung nấu chúng sanh. Chúng sanh nào không rời chánh pháp đó, biết thực hành, biết lắng nghe những cái lời chỉ dạy của bậc hiền trí, những nhà mô phạm đạo đức đó, thì mới chế ngự được những cái lửa này. Còn không thì rất là khó để vượt qua những cái loại lửa này. Như vậy thì trong cái bài học hôm nay đó, chúng ta thấy rằng nội tâm mình bất an đó, đi cầu người, nhưng mà cầu người đâu có làm cho mình tốt đẹp hơn.
Nhiều khi mình bàn mộng, nằm mộng, thấy ác mộng. Người bàn mộng thì họ cũng tìm cái lợi ích cho họ, nên họ bắt những cái tế lễ, những cái tế đàn, giết hại nhiều loài vật, bắt bớ phải làm những cái tế lễ, cái tế đàn, nhiều từng đóng nhiều cọc, bắt nhiều loài thú để cho họ có những cái lợi tức từ những cái tế đàn đó. Điều đó được Đức Phật á, ngài biết được và ngài ngài khuyên Đức Vua đó hãy nên từ bỏ những cái tế đàn mà các cái bậc thanh tịnh không đến. Vì những cái tế đàn nào đó mà người bố thí với cái tâm bố thí mà có cho những cái vị đức hạnh đó, thì những cái vị đó họ đến nhận với cái vật thí với cái tâm mà hướng đến, chứ những cái chỗ giành giật, những cái chỗ xô đẩy, những cái chỗ mà la hét đó, thì luôn luôn những vị sa môn bà la môn có đức hạnh đó, họ không có đến những cái chỗ như vậy, họ không nhận cái vật thí của những cái người thí chủ như vậy. Nên đó, Đức Phật ngài có trình bày về một cái sự phô sát hay là một cái tiếng hét hò quát tháo đó, những cái chỗ đó những cái bậc hiền nhân không có đến. Như vậy á, thì qua cái bài học mà tế đàn hôm nay đó, chúng ta thấy được cái một cái ý nghĩa là Đức Phật á, ngài luôn luôn á, là ngài làm cho mọi loài không có khổ, và ngài thấy được những cái nguyên nhân của những chúng sanh nó đọa xứ. Thường thường thì chúng ta biết rằng nói về thân trợ dễ biết, khẩu trợ dễ biết, nhưng mà ý trợ đó là rất là khó biết. Những cái loài phi nhân đó họ tác động chúng ta trong những cái giấc mộng, giấc mơ, trong những cái lúc mà họ tác động chúng ta làm những cái thiện nghiệp để họ nhận được cái phước từ nơi cái sự tác động của họ đối với chúng ta. Nhưng mà nhiều khi đó, từ những cái loại phi nhân đó, chúng ta không có hiểu, không biết được cái tâm tư, nguyện vọng của họ, và chúng ta lại đem những cái điều đó đó đi bàn đó, thì luôn luôn lúc nào nó cũng chệch choạc, và lúc nào nó cũng không phải là giải quyết được cho nó tốt đẹp cho những cái hàng phi nhân. Mà Đức Phật đó, là bậc đạo sư, ngài biết được chúng sanh có thân trợ, khẩu trợ, nhưng mà ý trợ rất là khó biết. Những cái sự tác động mà muốn nhận phước đó, thì chúng ta thấy trong ngã quỷ sự cũng rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Có nghĩa là những cái loài phi nhân đó, họ muốn tác động cho quyến thuộc, để cho quyến thuộc hướng nguyện phước đến họ, thì bằng cách này cách kia họ báo mộng, bằng cách này cách kia họ chuyển tâm, thì nó cũng có. Nhưng mà rất khó để chúng ta hiểu biết được. Chỉ có khi nào chúng ta có học, chúng ta có được những cái vị mà có tha tâm thông đó, mới biết được tâm của mình như thế nào, thì họ mới có thể giải thích cho mình được tường tận. Còn lại những người ở đời họ bàn mộng đoán điềm, không có giải quyết được cho chúng ta những cái vấn đề này. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó thì con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày. Chắc chắn rằng cũng chưa có hết được ý nghĩa, nhưng mà phần trình bày của con đến đây cũng xin chấm dứt. Phần còn lại thì con thỉnh thượng tỏ giác đẳng điều họp và ra những câu thảo luận để cho tăng bàn thêm, chia sẻ thêm để sáng tỏ trong cái bài học hôm nay. Phước nào phát sanh được, con kính dâng lên chữ tôn đức chia đến quý vị, xin hồi hướng đến tất cả các bậc mong muốn nhận phước. Và bây giờ con xin kính đảnh lễ quý ngài, con xin gửi mic lại cho từng đại diện. Sau thứ cái trình thì tòa pháp đăng với pháp thoại vừa rồi, cái bậc thì tòa thượng siêu không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu được thì tòa khoan hỷ trả lời cho cô cho linh mục tiên. Bậc thì tòa thượng siêu, có đôi khi chúng ta giải thích Phật pháp như là một cách hiểu vượt ngoài cái tín ngưỡng dân gian, nhưng mà rải rác ở trong kinh thì có những trường hợp là ví dụ như trong những cái pháp mà làm bảy pháp làm cho hưng thịnh, thì Đức Phật ngài giải rằng
ngày nào mà dân chúng trong một xứ còn lui tới các đền thờ miếu mạo để mà cúng tế, để mà dự lễ chẳng hạn, thì ngày đó đó cái đất nước còn hưng thịnh. Và trong trường học ngày hôm nay thì đề cập đến những cái loại tế tự mà bậc thiện trí hoan hỷ chấp nhận đó, thì ở trong đó lại có một cái loại tế mà được được thực hiện trong cái truyền thống gia đình nối từ đời này sang đời khác. Thì chúng tôi từ xíu có thể giải thích cái ý nghĩa mà chúng ta học trong bài kinh ngày hôm nay đó. Cái chữ này thì quý Phật tử tương đối là ít khi nghe đến, nhưng mà chúng ta đọc ở trong phản văn thì nghe rất là nhiều chữ danh nhá. Danh nhá là tế tự. Thì chữ danh nhá nên hiểu như thế nào, và loại danh nhá nào, loại tế tự nào mà người Phật tử có thể thực hành được qua cái qua đời sống hàng ngày mà thì tổ thì nhìn thấy ở tại các quốc gia Phật giáo hay là trong đời sống của chúng ta. Xin kính thưa thì tổ. Anh đã buồn bứt hai chưa? Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, người ta có câu nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy nhân. Cái đó là cái cách xử sự của cái người và người có văn hóa. Câu kia có nghĩa là khi mà đến, mình đi vào nhà nào thì mình phải tùy cái tục, cái tập tục của cái nhà đó, rồi mình theo như vậy để cho có sự hài hòa. Đáo xứ tùy nhân, mình đi đến xứ nào là mình cũng phải theo cái cách ăn ở, xử sự của người ở trong cái xứ đó. Thì như vậy thì chúng ta mới được người ta hoan nghênh, và chúng ta mới được cái sự an ổn. Còn hãy mà đi vào nhà mà mình làm theo cái ý của mình, cái tục ở trong nhà, cái lệ của người ta như vậy đó, mà mình làm khác đi, hay là mình có cái sự phê phán, thì vậy người ta sẽ không thích mình nữa. Đi đến cái xứ nào vậy, dân xứ đó họ có cái cách sinh hoạt như vậy, và mình đi đến mình bài bác, mình chê bai, thì như vậy nó không có lợi ích gì cho mình, và mình cũng không có cảm hóa được, không có nhiếp phục được nhân tâm. Chúng tôi nói cái điều này đó, có nghĩa là ở đây đó, trong cái cách thuyết pháp của Đức Phật, Ngài cũng rất hạn chế cái việc mà bài bác thẳng tay. Nếu như Ngài thấy rằng với cái người này, nếu mà bài bác thẳng tay đó, thì họ sẽ phẫn nộ, hay là họ sẽ phản cảm, thì trong trường hợp đó sẽ không có cảm hóa họ được, thì Đức Phật phải tránh đi.
chỉ khi nào đối với người, với cái người đối thoại, người đối chuyện là một bậc trí và họ sẵn sàng để họ từ bỏ, thì trong trường hợp đó Đức Phật càng mới nói thẳng. Cái cách mà giáo hóa của Đức Phật cũng giống như cái mã sư kia. Mã sư tức là cái người muốn lì ngựa đó, người dạy ngựa. Ông ta đến bạch với Đức Phật là không biết ngài dạy đệ tử, ngài huấn luyện đệ tử có giống như là con huấn luyện ngựa hay không. Đức Phật hỏi huấn luyện ngựa, ngươi huấn luyện như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, khi mà muốn cảm hóa được con ngựa đó, cái việc đầu tiên là con dỗ ngọt. Nếu mà dỗ ngọt mà dạy được thì tốt. Còn nếu như mà có những con ngựa trứng, dỗ ngọt nó cũng trứng, thì lúc bây giờ cũng phải dùng roi để đánh. Vừa dạy vừa đánh cho nó làm theo ý mình thôi. Còn nếu không thì phải đánh đó. Còn có những con ngựa đó, thì phải vừa đánh vừa dỗ ngọt. Còn có những con ngựa trứng thì phải giết chết. Không thể đánh, không thể dỗ ngọt, không thể vừa đánh vừa dỗ ngọt đó, thì giết chết đó thôi, dạy không được nữa. Đức Phật nghe xong như vậy, ngài nói Như Lai huấn luyện đệ tử quý vị. Nhưng ở đây cái cách Như Lai dỗ ngọt có nghĩa là Như Lai thuyết pháp nói về những cái lợi ích, nói về những cái điều tốt đẹp, nói những cái điều mà họ quan hỷ, họ dễ chấp nhận, để từ từ Như Lai sẽ uốn nắn họ. Nhưng mà đúng, có những chúng sanh thì phải dùng cái phương pháp là nói thẳng cái sự tai hại và phê phán thẳng cái vấn đề đó để thức tỉnh họ. Cũng giống như là dạy ngựa mà đánh vậy đó. Còn đối với một số đệ tử, đối với người này dỗ ngọt cũng không xong mà đánh cũng không xong, thì phải vừa đánh vừa xoa, tức là vừa dỗ ngọt mà vừa đánh. Một mặt thì ngài khích lệ sắp tấn, an ủi, nói cho nghe những cái quả báo tốt đẹp của cái hạnh lành. Nhưng mặt thì ngài cũng thẳng thắn để ngài khiển trách, chỉ trích những cái điều sai trái ở trong cái mức độ vừa phải. Cái đó vừa đánh vừa dỗ ngọt, cách dạy của Đức Phật đối với đệ tử mình. Còn thứ tư là ngài bỏ mặt, ngài không nói tới. Cũng giống như là người mã sư mà huấn luyện không được thì phải giết chết cái ngựa. Ở đây Đức Phật ngài không có giết đệ tử, nhưng mà cái hình thức mà ngài bỏ qua, ngài không có nói tới, ngài không có giáo dục, ngài không có dạy dỗ, thì đó được xem như là giết chết. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng trong cái bối cảnh văn hóa xã hội Ấn Độ thời bây giờ,
họ chuộng về những cái hình thức như là khổ hạnh, hoặc là những cái hình thức như là tế lễ, tín ngưỡng, dân gian. Khi mà Đức Phật Ngài đi đến tại cái địa phương, tại cái xứ sở đó, Ngài chưa có đi thẳng vào vấn đề này phủ nhận đâu. Có đôi khi Ngài phải dùng lại cái danh từ mà họ ở cái xứ đó họ dùng. Chẳng hạn như là đối với xã hội đương thời, người ta hay dùng cái chữ tập á, tức là cái phương pháp khổ hạnh đó, là hành sát, là tu hành sát, tu ép sát ấy. Thì Ngài cũng sử dụng lại cái tiếng tapa tapu, nhưng mà sau đó Ngài giải thích cái cách khác. Còn khi mà nói đến những cái tế đàn là họ dựng lên một cái lều trại và họ giăng cờ, treo cờ giăng biểu ngữ vân vân, rồi họ trang hoàng để họ cúng tế. Khi mà Đức Phật Ngài đi đến đó, ngài không có bắt hẳn cái đó, nhưng mà Ngài cũng vẫn dùng cái từ danh nhá. Nhưng mà cái chữ danh nhá mà Đức Phật Ngài dùng ở đây đó, thì Ngài lại chuyển sang một cái hướng khác nhẹ nhàng hơn. Bởi vì cái tế tự của họ đó, tế tự mà tàn nhẫn nhất, tế lễ mà tàn nhẫn nhất, tức là giết hại người và vật để lấy máu, mà tế thần lửa. Thì bây giờ Ngài đi đến đó, Ngài bằng cách là Ngài nói, nếu mà tế đàn mà có sắc sanh như vậy đó, là bậc bậc trí, bậc thánh không có đến, không đến tại chỗ đó. Còn cái tế đàn nào mà không có chúng sanh bị giết, không có sát hại, không có tàn nhẫn, thì ở chỗ đó bậc trí có thể đi đến. Nói như vậy để chi? Để Ngài dẫn dắt cho chúng sanh biết rằng một cái tế đàn mà sát sanh như vậy đó, là nó làm tổn giảm, nó tạo nên cái ác nghiệp, tổn giảm cái phước đức và tạo nên cái ác nghiệp, chứ không có được cái lợi ích gì hết, không có thần thánh nào mà chứng giám hết. Còn nếu cái giới đàn mà nhẹ nhàng dùng hoa quả ngũ cốc, hay là dùng sữa tươi để mà cúng tế như vậy đó, thì cái tế đàn này nó nhẹ nhàng, không có sắc sanh, cho nên cũng giữ được cái âm đức. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong một cái bài kinh Trường Bộ, khoảng bài kinh số 5, lúc đó có một vị Bà La Môn, họ muốn mở cái đại tế đàn, muốn tổ chức cái đại tế đàn. Để cúng tế thần lửa. Nhưng Bà La Môn nghĩ rằng Samu Gautama chắc hẳn là Ngài biết rõ cái nghi thức về cái tế đàn. Bởi vì ta nghĩ rằng Ngài thuộc dòng sắc đi lị giác, mà một vị mà sắc đi lị đó, thì họ học đủ hết, được huấn luyện, được giáo dục trong một cái môi trường văn hóa tốt, do đó cho nên Ngài sẽ biết hết. Với hơn nữa Ngài là vị xuất gia, là vị sa môn, thì chắc chắn là Ngài phải biết
Thế là ông ta đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật lại mới dùng cái câu chuyện của một vị Bà La Môn tiền thân của Ngài ở trong quá khứ đã dạy cho đức vua trong xứ làm một cái tế đàn như thế nào có lợi ích cho dân chúng, làm cho đất nước được thái bình, được yên ổn. Và đức vua làm theo như vậy, cho nên dân xứ đó trở nên hùng cường, giàu mạnh. Như là đối với những người buôn bán thì vua nên quan tâm cấp vốn cho họ và tạo cái điều kiện để họ có cái đầu ra tiêu thụ hàng hóa. Thì như vậy cái nền kinh tế ở trong nước nó sẽ tốt. Cái đó là một tế đàn, một tế đàn tốt. Hoặc như những người nông nghiệp, những người dân, nông dân mà họ chuyên sống bằng nghề nông nghiệp, trồng trọt vân vân, thì vua hãy cấp bò, cấp hạt giống cho họ và tạo điều kiện như là dẫn thủy nhập điền để cho dân chúng có nước mà tưới tiêu chẳng hạn. Rồi như đối với những viên chức của vua thì vua nên phát lương hậu hỷ vân vân. Thì sau khi dạy cho vua cách đó thì đã làm, đức vua đã làm theo. Rồi lại thêm nữa, những cái tế đàn ở trong đó ông Bà La Môn Bồ Tát ở trong quá khứ dạy cho vua là không có sắc sanh, không có hại vật, mà chỉ bằng trái cây, bằng sữa không có. Thì sau khi nhắc nhở dạy như vậy xong thì cái vị Bà La Môn Chuân Tán này nghĩ rằng Sa Môn Gotama Ngài biết rõ cái phương pháp tế đà và Ngài kể lại cái câu chuyện của một vị Bà La Môn trong thời quá khứ. Chắc hẳn tiền cái vị Bà La Môn trong thời quá khứ là tiền thân của Ngài chăng? Thì Bà La Môn mới hỏi Đức Phật, thì Đức Phật lại xác nhận là phải. Vị Bà La Môn Chư Tôn Đá này, Chư Tá này rất là quan hỷ. Và sau đó Bà La Môn hỏi tiếp: thưa Sa Môn Gotama, có cái tế đàn nào có lợi ích, phước báo nhiều, ít có tốn kém mà có phước báo nhiều, có công đức nhiều? Thì Đức Phật Ngài dạy, bắt đầu Ngài chuyển hướng cái danh nhá, tức là cái tế đàn quy y. Rồi Bà La Môn hỏi tiếp: có cái tế đàn nào ít tốn kém hơn nữa mà có lợi ích hơn nữa? Thì Đức Phật nói là giữ giới, rồi bố thí, rồi cất chùa cho tứ, cho hội chúng ở tứ phương, gọi là tứ phương tăng đó, vân vân. Ngài dạy riết cho đến khi mà tu tập tâm từ và tu tập về quán vô thường. Dạy xong như vậy, Bà La Môn này ông đảnh lễ quy y Đức Phật, ông xin xuất gia. Thưa quý vị, cái cách của Đức Phật đó, khi mà Ngài đi bằng pháp bố thí ái ngữ xả tài là bố thí, rồi ái ngữ là lời nói dịu ngọt, lợi hành là làm lợi cho người khác, và bình đẳng hay đồng sự Samanatta, nghĩa là nói không có đụng chạm đến ai hết. Ngài tìm cái điểm nào mà tương đồng thì Ngài nói là trước, Ngài nói trước tương đồng giữa cái gì,
giáo pháp của Ngài và cái chủ thuyết của cái đạo giáo đó, khi mà cái điểm tương đồng khiến cho họ có sự quan hỷ rồi đó, thì Ngài mới bắt đầu dẫn dắt. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật Ngài sử dụng lại những cái từ mà ở xã hội thường dùng, những cái tôn giáo khác thường dùng, không phải là Ngài dạy cho cái pháp môn đó, nhưng mà Ngài sử dụng một là để nói cho người ta dễ hiểu, hai là Ngài bắt đầu dẫn dắt họ. Cũng giống như khi một người đào mương, đào kinh để dẫn nước vào ruộng, chỗ nào mà đất bằng thì mới đào mới, còn cái chỗ nào nó đã bị xói mòn và trở thành cái đường rãnh thì cái chỗ đó chỉ khai thông thêm, mở rộng thêm để nó có cái mặt kênh cho nó rộng, cho nước thông thoáng, đào sâu hơn chút xíu nữa, vân vân. Thì cái cách thì chúng ta làm như vậy nó ít có cái sự tốn kém mà nó có hiệu quả. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta đọc những cái bài kinh như thế này đó, chúng ta thấy cái chữ danh nhân mà Đức Phật Ngài sử dụng ở trong mỗi bài kệ đó, thì trước tiên là Ngài nói là nếu mà cái lễ hiến cúng thần linh đó có giết ngựa, giết mạng người đó, thì cái lễ hiến cúng đó với bao sự giết hại không có đem lại quả an lành, không đem lại quả lành. Còn cái chỗ nào mà có giết hại, giết dê cừu trâu bò, để thế là như vậy bậc đại thánh không đi, bậc thánh không có tham dự. Còn cái tế đàn mà không rộng ràng, cúng dường được thường hằng, không có sự giết hại dê cừu và trâu bò, tế lễ lễ tế đàn như vậy bậc đại thánh sẽ đi. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật Ngài chỉ phương tiện dùng cái từ ngữ đó để mà Ngài dẫn dắt, chứ nếu mà bỏ cái từ đó đi rồi thì Ngài dùng cái từ khác ấy, thì nó không có dính dấp, không có ăn nhập vào chỗ đó, thì người nghe họ không có nghe đâu. Họ đang làm cái lễ tế đàn thì Ngài phải dùng đến cái từ tế đàn dây nhát để Ngài nói chuyện, Ngài bàn luận, rồi Ngài dẫn dắt. Ngài thường hay nói rằng tế đàn ở trong pháp luật bậc thánh không phải là như vậy, vân vân. Cái chữ luật bậc thánh ở đây tức là ám chỉ cho cái giáo pháp của Đức Phật đó, giáo pháp của Ngài đó. Ngài dùng rất nhiều như trường hợp trong cái bài kinh cũng trường bộ, bài kinh Sinkalo Wada, bài kinh Thikala Việt. Khi Đức Thế Tôn Ngài đi khất thực đến một cái cửa thành, thành Savatthi, Ngài thấy có gia chủ tử Sinhala với đầu tóc ướt đẫm, y phục ướt đẫm, đảnh lễ sáu phương, đảnh lễ hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới,
Đức Phật Ngài dừng lại, Ngài mới hỏi: vì sao ngươi đảnh lễ sáu phương? Thì gia chủ tưởng Sinh-ca-la mới nói rằng: vì lúc cha con còn sống, cha cũng đảnh lễ sáu phương và dạy con sau khi cha chết thì giữ cái truyền thống đó, đảnh lễ sáu phương. Đức Phật còn nói rằng là cái sự đảnh lễ sáu phương trong pháp luật Phật thánh không phải là như vậy, nó thiết thực hơn. Thì gia chủ tử Sinh-ca-la mới hỏi Đức Phật: vậy chứ đảnh lễ sáu phương theo theo pháp pháp luật của bậc thánh như thế nào? Lúc đó Đức Phật mới dạy là Ngài cũng dùng cái tiếng gọi là đảnh lễ phương đông, là cái sự hiếu kính đối cha mẹ. Phương Nam là đối với bạn bè, rồi phương Tây đối với vợ con, hay phương Bắc đối với các vị sa môn và phương trên đối với các vị sa môn và la môn, phương Bắc đối với thầy thầy trò vân vân, phải vậy. Rồi phương dưới là đối, chủ đối với tớ phải có cái bổn phận như thế nào, và người tớ đối xử ngược lại với chủ như thế nào. Sau khi người giải thích xong vậy thì gia chủ tử Sinh-ca-la từ đó về sau bỏ cái tế lễ sáu phương mà hành theo cái pháp lại lại sáu phương, lễ bái sáu phương theo cái pháp luật của bậc thánh, trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên gặp trong trường hợp Ngài không có bác, Ngài không có phủ nhận, Ngài không có phủ nhận đừng có lại như vậy, lại như vậy là vô ích vân vân, thì làm cho người ta sẽ phản cảm. Ngài chỉ nói rằng có một cái cách lễ bái khác có lợi ích hơn, tức là cái sự lễ bái ở trong pháp luật bậc thánh. Ngài dùng cái phương tiện để Ngài nói như vậy đó. Thì chúng ta nghe qua đó, chúng ta đừng có hiểu rằng Đức Phật Ngài dạy chúng ta cũng phải đảnh lễ sáu phương, lại hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, vâng vâng, không phải vậy. Ngài dùng để Ngài nói lên một cái tỷ dụ pháp. Thì khi mà chúng ta đọc ở trong kinh điển đó, chúng tôi cũng thường nhắc cho các Phật tử đó, là chúng ta phải dùng cái trí tuệ của mình và cái niềm tin, cái trí tuệ và niềm tin. Niềm tin là niềm tin nơi Đức Phật, bởi vì Phật không có nói lời vô ích, nói là phải hữu ích, đúng với chân lý. Và khi Ngài dùng từ như vậy là có vấn đề. Và tất nhiên chúng ta phải dùng cái trí tư để chúng ta suy nghĩ vấn đề ở đây là như thế nào. Tức là Ngài trước hết là Ngài phải tùy thuận vào cái thái độ của quần chúng, cái ngôn ngữ của quần chúng, rồi sau đó Ngài mới dẫn dắt. Như vậy thì hiệu quả hơn và ít có bị cái sự đối lập thù oán. Thật ra đó, bây giờ ở trong giáo hội cũng thường hay mở những cái lớp gọi là huấn luyện pháp sư hay là huấn luyện giảng sư. Nhưng mà chúng tôi thường nói với các vị giảng sinh đó, họ học cái lớp đó, chúng tôi nói rằng học cái phương pháp cách lập dàn bài trước khi nói, có mở đầu, có thân bài, có kết luận, hay là đứng trước hội chúng phải giảng dĩ vân vân. Học cái cách đó là cách diễn giảng thông thường và theo cái giáo trình
dạy như vậy thôi. Chứ nếu như là một cái vị giảng sư, một vị pháp sư mà thuyết pháp thật thụ giỏi, vị đó nên học theo cái cách thuyết pháp của Đức Phật và chư vị đệ tử ưu tú của Đức Phật, thì các ngài thuyết pháp không những là phải dùng văn nghĩa phổ túc, mà ngay cả cái thái độ thuyết pháp và cái mục đích thuyết pháp cũng phải cho nó tốt đẹp. Chúng ta chỉ cần học theo Đức Phật là chúng ta, các vị sẽ trở thành những vị giảng sư giỏi thôi. Còn giờ mình bỏ Đức Phật, mình chê cách thuyết pháp của Đức Phật, chê cách thuyết pháp của các vị A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất, ngài Hồ Ly, ngài Mahakacchana, rồi mình đi học theo cái cách thông thường của những vị hòa thượng thượng tọa nằm ở trong ba ngàn pháp. Chúng tôi nói thiệt, họ không có học được cái gì hết. Bởi vì tại sao vậy? Đức Phật là bậc thánh, bậc đại giác ngộ. Mình học theo cái cách của ngài thì lúc nào cũng tốt. Còn bây giờ những cái vị giảng sư, những cái vị thầy, những vị giảng sư pháp sư là giáo thọ đó, mỗi người có cung cách, hay nói một cách khác tức là mỗi người còn có cái tiền khiên tật. Có vị lên thuyết pháp tặng hắn rồi mới thuyết pháp, hay là gieo mắt rồi mới thuyết pháp, hoặc là quơ tay rồi mới thuyết pháp, mà quơ tay vân vân. Mình bắt chước theo đó, mình nghĩ rằng như vậy là quay, như vậy là thu hút, thì cũng chẳng khác gì nào như cái người đàn bà kia mà bắt chước Tây Thi và nhân mặt, không phải là đẹp như Tây Thi mà bắt chước Tây Thi nhân mặt thì nó xấu như là Dạ Xoa vậy. Thưa quý vị, người ta đã duyên dáng đã đẹp, cho nên khi mà Tây Thi mà bị khó chịu trong người, nàng nhân mặt cũng thấy đẹp nữa. Bà kia lại tưởng đồ nhân mặt đẹp, bắt chước mà không biết mình là ai, cho nên mình đừng bắt chước, nên bắt chước theo Đức Phật thôi. Ở đây là chúng tôi nhắc cho các cái vị giảng sinh học ở trong cái lớp huấn luyện giảng sư gì. Thì trở lại vấn đề đó, là khi mà Đức Phật ngài dùng lại những cái từ như là tế đàn hay là khổ hạnh vân vân, khổ hạnh nghiêm khắc, những cái từ đó thì chúng ta đừng có ngạc nhiên, đừng có nghĩ rằng tại sao mà có lúc mà thì Đức Phật ngài bài bác, có lúc mà thì Đức Phật ngài là gì. Quý vị nên nhớ, khi mà Đức Phật dùng những cái từ như thế này đó, là ngài chỉ thuyết cho cái hàng cư sĩ bên ngoài, cho những vị bà la môn, những vị du sĩ, ngài mới dùng đến cái từ phổ thông ở bên ngoài, từ của quần chúng. Còn khi ngài thuyết cho các vị tỳ kheo nghe, thì ngài dạy cho các vị tỳ kheo những cái pháp ở bên trong, dùng từ ngữ bên trong. Thì chúng tôi xin có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi. Về Nam Mô Thầy. Sa thú kính thưa sư tổ, sư xin thỉnh sư huynh trả lời một câu nữa rồi sư huynh đi nghỉ. Bạch sư tổ, sư huynh, thì tôi có thể nói rằng ở đây thì chúng ta có nghe một câu chuyện ngoại lề. Thật ra lấy trong sứ giải đó, kinh Pháp Cú cũng như trong kinh Bổn Sanh đó, là vua Bê Sê Na Đí nằm chiêm bao, nghe bốn cái tiếng, cái âm thanh rất là quái gở, rất là lạ. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao chúng sanh trong cảnh khổ mà có thể báo mộng được? Ở trong kinh Tệ Túc ấy, thì ngài Kumarak Sabha ngài nói rằng người sanh vào cảnh khổ họ không có khả năng trở về để báo, nhưng mà ở đây thì tại sao có thể báo được? Và
Điểm thứ hai đó là có lẽ là sư huynh nhớ là khi anh em mình còn nhỏ ở nhà đó, cha hay mẹ buổi tối mà nằm chiêm bao thấy ông bà thì buổi sau hay làm cơm để cúng, thì đối với chúng ta đó, với những cái điểm mộng chúng ta có nên gạt bỏ qua bên hay không, hay là chúng ta nên nên có một cái cân nhắc về những cái chiêm bao mộng mị của mình. Xin kính thỉnh sư huynh Hoan Hỷ trở lại. Sư đệ rất là khéo. Sư đệ nói rằng trả lời một câu nữa rồi cho sư nghĩ, nhưng mà thật ra thì ở đây nó tới hai câu lận. Quý vị nghe rõ ràng là hai câu chứ không phải là một câu. Tới hai câu hỏi, hai chấm hỏi đó, quý vị thấy hai chấm hỏi. Tại sao chúng sanh sống trong khổ cảnh có thể báo mộng? Chấm hỏi một cái. Rồi chúng ta nên quan tâm và làm gì đối với những giấc mộng lạ? Chấm hỏi một cái. Hai cái chấm hỏi này sẽ để gom lại thành một câu thảo luận. Một câu thôi. Nói đùa thôi thưa quý vị. Chúng tôi cũng rất là quan hỷ, nhất là hôm nào mà khỏe đó thì bao nhiêu câu cũng được, hết giờ cũng được, không sao cả. Ở đây thưa quý vị, trước hết đó, là chúng ta nói đến cái trường hợp quá thật. Chúng sanh ở trong khổ cảnh như là ở địa ngục, thì làm sao mà có thể lên báo mộng được? Cái chuyện đó là không thể lên. Trong kinh Milinda Panha, tôn giả Nagasena ngài đã thí dụ vấn đề này, hoặc là ở trong bài kinh Palayasi, kinh Tệ Túc Trường Bộ, thì tôn giả Kumarakasapa cũng đã trả lời cho vua Palayasi nghe rồi. Ở đây những bài kệ này dần dần được Đức Phật giải thích. Chúng nghe thì chúng ta thấy rõ ràng thì không có vấn đề gì để cho chúng ta thắc mắc. Chúng ta chỉ thắc mắc mỗi việc là tại sao chúng sanh ở dưới địa ngục đó mà lại có thể báo mộng được. Thật ra thưa quý vị, đây là những chúng sanh ở trong cái khổ cảnh ngạ quỷ. Chúng sanh trong cái khổ cảnh ngạ quỷ họ có thể báo mộng được. Thường thường cái chữ nước ra dê đó, chúng ta hay dịch là địa ngục. Địa ngục tức là cái ngục tù ở dưới đất, ở dưới lòng đất. Nhưng mà theo chú giải đó, từ chữ Nirja hay chữ là chữ Apaya, tức là những cái cõi bất hạnh, những cái bộ cõi bất hạnh. Chữ Aya ở đây đó có nghĩa là sự thạnh lợi, cái sự hạnh phúc, lợi lạc, cái chữ á giá. Mà chữ áp á có nghĩa là lìa, như chữ gachati có nghĩa là đi đến, mà
Aparigati có nghĩa là tránh đi, có nghĩa là tránh đi. Chúng tôi dẫn chứng như vậy, quý vị đừng nghĩ là chúng tôi nói lạc đề, không phải. Chúng tôi đang nói về những cái ngữ pháp của tiếng Phạn. Cho nên chữ a giá là lợi lạc, mà apa giá là cái cõi bất hạnh. Cõi bất hạnh ở đây gồm có naraka, tức là địa ngục. Chữ naraka, địa ngục còn có cái tên gọi là naraka, thưa quý vị. Rồi ngạ quỷ, pê tắc, bê tắc cà giá. Cà giá có nghĩa là chúng, chứ cà giá không phải là thân. Cà giá là chúng, một bộ. Như chữ lý cà giá thì chẳng hạn là một bộ. Chữ bà lý mời mong lắm thưa quý vị. Rồi cái cõi mà thiết lý chà ná, vô lý, Tirichana vô lý, là cái loài bàn xanh Asura Kaya, cũng là cái loài bất hạnh, tức là hạnh Atula. Thì do đó khi mà nói đến cái chữ Nirya, cái chữ Nirya, chữ Nirya ở đây đó, cái thiếp đồng ngữ này nó cũng có nghĩa tương đương với cái chữ apa vậy. Chữ nirá có nghĩa là không có. Dẫn chứng như thế nào? Chữ antara là cái khoảng nirán ta răng, nirán ta răng, nirá và antara là không có khoảng cách, có nghĩa là nó có cái sự liên tục, nó có sự liên tục liên tiếp. Nirán ta răng ở trong các cái bài kinh tụng chúng ta xài nhiều, thí dụ như hô tu sắp băng mang lăng rắc thắng được sắp về địa và ta sắp bồ tát được pha về na số thì hoàn tất hoàn túc như rằng ta rằng, tức là cầu thường xuyên có cái sự lợi lạc phân cực. Cho nên chuyện ni rằng ta rằng đó nó tương đương với chữ sada, còn cái chữ sapa mangalang rakha được sapa deva sapa buddha như vậy nguyên là sada soti pavantute sada soti pavantu, nó tương đương với cái chữ soti nirantara. Cho nên cái chữ nirya đó chúng ta đừng có hiểu chết một chữ là địa ngục. Và chữ Nirya nó đồng nghĩa chữ Apaya, Apa cộng Aya và Nirya Aya, nó đều có nghĩa là để chỉ cho thầy vô cõi bất hạnh cả. Cho nên ở trong kinh nó thật ra thưa quý vị, nói rằng chúng sanh sau khi bệnh, chúng sanh về ác thú đọa xứ địa ngục. Ác thú là đúc cả tí, đọa xứ apa giác và địa ngục nirya giác. Bởi vì ở đây nếu mà xảy ác thú đọa xứ địa ngục là ở chỗ này, Đức Phật dùng ba từ đó đều để chỉ cho cái cõi bất hạnh cả. Cho cái cõi bất hạnh là bốn cõi bất hạnh. Cho nên chữ Nirya một lần nữa thì chúng ta phải hiểu, hiểu cái nghĩa khác đi một chút, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng là chữ địa ngục. Do vậy trong cái bài kinh này, khi mà nói đến bốn bài kệ mà của bốn chàng chúng, của bốn chúng sanh, xưa kia là bốn chàng công tử mà chơi bời liêu lỏng và dâm đảng đó, mà sanh xuống, sanh vào cái cõi khổ, thì ở đây về mà báo mộng được là phải là ngạ quỷ, phải là ngạ quỷ.
cái khổ cảnh thuộc vào ngạ quỷ. Cái khổ ngạ quỷ đó là Dukkati, Apaya và Niriya cũng được. Rồi cái cõi địa ngục Naraka thì chúng sanh địa ngục đó cũng là Dukkati, Apaya, Niriya. Rồi chúng, rồi cái chủng loại bàn xanh tức là con thú thượng cầm hạ thú đó, nó cũng là Dukkati, Apaya và Niriya được. Asura cũng vậy, cái loại Atula cũng thuộc về Dukkati, khổ cảnh. Apaya là đọa xứ và Niriya là bất hạnh. Bất là chẳng, bất hạnh là chẳng có cái hạnh phúc, chẳng có lợi lạc. Chúng ta phải hiểu thế. Thì nếu thế thì ở đây mà chúng ta hiểu rằng bốn cái chúng sanh này sanh vào cái cõi ngạ quỷ, khi sanh vào cõi ngạ quỷ thì về báo mộng cho là người được, không có gì lạ. Đó là câu thứ nhất. Bây giờ câu thứ hai, chúng ta nên quan tâm và làm gì với những giấc mộng lạ, thưa quý vị? Trước tiên là chúng ta phải hiểu rằng giấc mộng Sumina, hay là chúng ta gọi là chiêm bao Sumina, Sumina, theo nói theo ví dụ pháp thắng pháp đó, thì có bốn nguyên nhân. Một là bất bá niềm bất tá, tức là cái niềm niềm báo trước. Thứ hai là có thể là do tác động bởi bệnh, bệnh về máu hay là đàm phong vân vân, mật đàm mũ máu, nó đều có thể tạo ra cái sự chiêm bao khi một người. Rồi cái điều thứ ba nữa là do tác động của cái sinh hoạt đời thường nó mạnh quá, nó tạo cái ấn tượng mạnh, cái nó làm cho chim bao. Con nít mà ban ngày nó chạy dở nó la hét, thì là tối nó nằm chim bao nó cũng thấy nó bị rượt đuổi, nó hét là gì. Hay là chiều tối mà nó giỡn bóng, nó thấy cái bóng đèn rọi trên cái bóng của nó trên vách, vừa tay múa chân vân vân, nó hay chơi kiểu đó, là tối nó dễ bị giật mình, thưa quý vị. Cái đó là do tác động, do tác động của cái sinh hoạt hàng ngày. Và cái cuối cùng là do phi nhân báo mộng, do phi nhân báo mộng hay là do thần quyền. Chúng ta nói chung phi nhân báo mộng hoặc là do nơi một vị sa môn và la môn nào đó họ có thần thông hay là có bùa chú họ ép cũng làm cho báo mộng được. Thì khi mà chúng ta hiểu bốn cách đó, đó thì ở đây chúng ta không biết là mình bị như thế nào, nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta chim bao mà chúng ta thấy thức dậy mà chúng ta cảm thấy khó chịu, như là giật mình thức dậy chúng ta có cảm giác như mới vừa bị đè vân vân, thấy cái bóng đè
Thì trong trường hợp này chúng ta phải kiểm tra lại cái sức khỏe của mình. Có thể chúng ta nằm, chúng ta gối tay trên đầu rồi nó bị tê vân vân, hay là chúng ta nằm nghiêng cái chúng ta khó thở, chúng ta cũng bị chim bao. Cái đó thì chúng ta chỉ chỉnh sửa là cái quy vi của mình trong lúc nằm lúc ngủ cho nó đàng hoàng thì nó không có bị. Còn cái vấn đề mà cái điềm nghiệp với điềm báo đó, chúng ta không có giỏi gì lắm, nhưng mà chúng ta thấy đương nhiên là cái điềm báo nó sẽ cho chúng ta một cái hiện tượng khác. Chúng ta khỏi cần phải tế lễ hay cúng kiến gì. Một người, một tướng mà sắp ra trận, nếu trong đêm mà chim bao ông thấy heo cắn, heo đen nó cắn, là sáng ngày mà dẫn quân đi là phải biết là có thể là gặp trận lớn và có thể thương tích chết chóc. Hay là cái lá cờ, thấy cờ xoáy mà bị gãy, thì đó là cái điềm nghiệp. Cái này khỏi cúng kiến khỏi gì cả. Một, thấy như vậy thì mình không biết là cái điềm nghiệp đó, chắc có lẽ là điềm nghiệp nó báo trước cho biết sẽ xảy ra cái sự không may mắn. Thì bây giờ mình cố gắng, mình tu tập liền. Và chúng ta đi đâu chúng ta cũng nhớ tưởng đến ân đức cao quý của Phật, của Pháp, của Tăng. Hay là chúng ta nhớ tưởng phước báo mình đã làm, rồi chúng ta chú nguyện để cho thoát, cho thoát ra. Đại khái là như vậy. Còn khi mà chúng ta chiêm bao, chúng ta thấy mộng mị mà do điềm báo, thí dụ như thấy có cái, thấy cha hay mẹ, ông bà hay những chúng sanh khác mà đi đến tiều tụy khổ sở, đến xin mình bữa ăn hoặc xin mình nước uống, hoặc là nói thẳng ra là xin phước, thì trong trường hợp sáng hôm sau thì chúng ta tạo phước, chúng ta chi phước đến cho họ, hồi hướng cho họ. Cái cách đó chúng ta làm gì được? Cho nên ở đây chúng ta tùy theo cái nguyên nhân của điềm báo, nguyên nhân của chiêm bao mà chúng ta có cái sự xử lý. Hễ chúng ta chiêm bao mà thấy người ta đến xin cái gì đó thì chúng ta nên đinh ninh rằng là có những chúng sanh quyến thuộc trong quá khứ họ rơi vào cảnh giới bất hạnh, họ đến họ xin phước thì thôi mình làm phước mình hướng cho họ. Còn thấy những cái điểm gì mà nó quấy gỡ, nó có thể mình tự đoán ra có thể làm hại cho mình đó, thì trong trường hợp này là chúng ta nên chú nguyện phước. Và như trường hợp Bồ Tát trước khi thành Phật, ngài thấy năm cái điểm báo đó, tự ngài đoán bộng thì ngài biết là chắc chắn sẽ thành Phật, thì lúc đó ngài chỉ tinh tấn nỗ lực tăng thêm cái niềm tin thôi. Còn nếu mà do vì chúng ta bị tê tay tê chân, hay là chúng ta khó thở, thở hổn hển, hay bị xuyển trong đêm đó mà chúng ta chiêm bao, thì cái này là chuyện bình thường. Chúng ta chỉ chỉnh sửa lại cái quy y của mình được rồi. Thì đó là một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị. Vì rằng phải trả lời hai câu cho nên mất thời gian của quý vị, bây giờ còn lại là 9 phút. Tôi xin nhường mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng chia sẻ và đúc kết bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tự Sư. Thưa quý vị, thật ra còn một câu hỏi nữa mà không phải do chúng tôi hỏi mà do một người gửi message. Nhưng mà chúng tôi nêu lên thì Thượng Tọa Tự Sư sẽ không có hoan hỷ, mà chắc là Thượng Tọa còn la nữa. Tại vì phần tử này hỏi rằng không biết là mình chiêm bao bằng số đề thì có linh không? Thật ra câu này chúng tôi không dám hỏi Thượng Tọa Tự Sư, để Thượng Tọa Tự Sư đi nghỉ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp
lời thì tôi siêu để nói thêm một vài ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Thứ nhất là để một thì có tên của mà có dịch lý động quý vị kể đầu tiên người quý vị hiểu rõ nữa. Chứ tôi nghĩ quý vị đọc cái đó không cúng súng không chung cử học chắc quý vị không, nhưng mà thật ra đó là cái chữ dịch mà dịch ra những cái chữ là lễ Sama Ba Sang, lễ qua chăm văn, lễ đi rắc ca lan. Đúng là nó bốn cái lễ là dạ có bốn cái lễ mà chúng tôi có chú thích ở dưới chữ quý Phật tử, thì bốn cái thứ lễ này đó là do cái lời giải thích của gọi là cúng chuyên về thầy cúng, bởi vì ngày xưa mà chính là Đức Bồ Tát của chúng ta có dạy một vị vua cách mà một cái tế đàn phước ấy. Và ở đây thì Đức Phật nghe thấy một điều nữa chúng ta sẽ nói sau. Cái tế đàn là phước ấy, chắc là có bố thí, bố thí tức là mình có cúng như lễ phẩm hương đăng hoa quả, rồi bố thí tức là có chẳng biết gì người ta đến thì đa phần là ai cũng ăn uống. Như ngày hôm nay chúng ta lễ hội chúng ta có giò ăn thì trong buổi lễ thì nên có, người ta đói người ta đến người ta mệt thì không có tốt cho lễ đàn, thành ra buổi lễ nào cũng nên có bố thí. Rồi ái ngự ái ngữ là bị chửi mắng, đây lễ là nên lời hòa nhã nhỉ? Tại vì nhân gì là không nên nặng lễ, là có cây cầu và bình đẳng một cái tế đàn, một lễ lần phước xong á, thì làm sao mà tất cả mọi người đều được hưởng phước đều nhau cả thảy. Nếu quý vị về các quốc gia giáo đó, quý vị thường nghe những cái vị gọi là cha, tức là những dẫn lễ đó, sau khi mà lần phước xong thì xin hồi hướng cho tất cả mọi người, trên chư thiên rồi tới sông bông cho tất cả mọi người đều được phước như nhau cả thầy, gọi là bình đẳng. Thì thưa quý vị, về thì chúng tôi cũng phải thưa rằng chư tăng Nam Tông và Bắc Tông hai truyền thống đều có cái cực đoan hết. Chúng tôi nói chư tăng Nam Tông Bắc Tông Việt Nam á, cái cực là chư tăng bên Bắc Tông á thì thường là chú trọng quá nhiều về nghi lễ. Dạ, lễ nào tại vì chúng tôi là bị vô thống nhất chúng tôi biết á, là lễ nào cũng đặt nặng lễ. Còn chư tăng Nam Tông bên Việt Nam á, là vì những cái vị mà Phật giáo của thủy về Việt Nam thời gian đầu như ngài Tông, ngài Duy Nghiêm, ngài Tịnh Sự, ngài Bửu Trân v.v. thì các ngài lại không giỏi về nghi lễ. Thành ra Phật giáo Nam Tông á, ở vị thất thế một điều là cái nghi thức không có đi vào lòng người. Dạ, chúng tôi cứ nghĩ rằng Phật giáo Nam Tông, Phật giáo thì không có nghi lễ. Nhưng mà sau này khi mà chúng tôi sang các quốc gia Phật giáo, dù là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, quốc gia nào cũng có cái nghi lễ đặc biệt và cũng có nét nghi lễ đặc biệt. Thì ngày xưa bên bên Trung Hoa đó, họ có nói rằng ở trong tứ thư và ngũ kinh đó, thì không phải chỉ có kinh thi không mà có kinh nhạc nữa. Nhưng mà người ta lại làm thất truyền đi và thất bản đi, tại vì cái ký âm của cái nốt nhạc nó rất là khó để giữ. Nhưng mà chúng ta nhớ một về là một cái xã hội, một cái triều nghi, một cái nền văn hóa bao giờ cũng có lễ và nhạc hết á, không có là không được. Dạ, tại sao Thiên Chúa giáo mà họ phát triển rộng rãi mạnh mẽ đó là nhờ họ nghiên cứu rất kỹ về lễ nhạc. Và chúng tôi đi các quốc gia Phật giáo á, thì quốc gia nào cũng có cái bản sắc về nghi lễ hết.
rất tiếc là chư tăng Nam Tông thế hệ đầu tiên đó quá chú trọng về việc tu tập giới định tuệ và là hoàn toàn như một người một cái quan niệm của một người xuất gia. Thật ra thưa quý vị, đối với một vị tu sĩ mà gọi là đi tu thiền thì nghi lễ không có cần, nhưng mà đối với một cộng đồng, đối với một xóm làng, đối với nền văn hóa duy trì đó, thì phải có nghi lễ. Nhờ cái nghi lễ đó người ta mới đến với đạo, người mới đến với chùa chiền. Thành ra chúng ta đừng cực đoan. Chúng tôi nhắc hồi nãy quý vị có ba cái đoạn kinh, mà trong ba đoạn kinh đó chúng tôi nhắc lại đây là Đức Phật Ngài dạy rằng ở bất cứ nơi nào mà ở trong xã hội mà con người thường lui đến các đền thờ miếu mạo, lo cái việc lễ hội thờ cúng mà thường lui tới đó, và gìn giữ tốt những đền thờ miếu mạo đó thì chỗ đó sẽ hưng thịnh. Tại vì sao? Đó là văn hóa. Và ở đây chúng tôi cũng lấy một việc khác là ở trong gia đình Phật tử nào mà cha mẹ mà có cái đạo tâm và dạy cho con biết cúng kiến ngày rằm, ngày Tết, ngày Vu Lan, ngày Phật Đản biết cúng kiến, thì ở trong gia đình đó tương đối là họ gần với đạo. Còn trong gia đình nào mà cha mẹ không biết chuyện cúng kiến, mà chúng tôi dùng cái chữ mà quý vị đừng có cười là chữ trái quốc á, tức là cúng kiến biết gì á, thì con cái sau này nó không có văn hóa. Không phải có văn hóa mà nó không biết quốc tế, tôn giáo, không biết tín ngưỡng. Thấy vậy chứ cái chuyện cúng kiến trong gia đình quan trọng lắm. Chúng tôi để ý đi tiếp xúc sinh hoạt cái Phật tử đó, có nhiều khi cha mẹ giảng cho con cái Phật pháp mà con cái không hiểu, cha mẹ không đủ trình độ, nhưng mà cha mẹ hướng dẫn cho con biết cái phép cúng kiến là một cái thói quen. Chúng tôi hồi nhỏ, thưa quý vị, sống trong gia đình đó, hồi nãy chúng tôi có nhắc mà với thiền tòa tự siêu mà chúng tôi không có nhắc hết là ở trong gia đình là có đám giỗ và thờ cúng tổ tiên, rồi có cúng ngày 30 Tết, rồi có rước ông bà về mùng 3 Tết đưa ông bà đi, rồi chúng ta có cúng căn, có những lễ cúng khi mà động thổ, rồi có cúng này cúng kia. Thì tuy rằng những điều đó đó nó không phải là kinh điển ở trong Tam Tạng đề ra, nhưng mà cái phong tục thờ cúng đó nó lại đi vào trong lòng người và nó gìn giữ cái văn hóa. Bởi vì ở hải ngoại này đó, chúng tôi không biết ở Việt Nam bây giờ là sao, nhưng ở hải ngoại mà gia đình nào mà đặc biệt là gia đình, những gia đình Phật tử người Huế đó, mà còn có cái chuyện cúng kính bàn thờ đồ đàng hoàng á, thì con cái còn biết đến Phật pháp. Còn gia đình nào á mà cha mẹ không rõ giỏi về thờ cúng, nghĩa là chỉ cúng đại khái sơ sơ, thì dần dà mất đi cái về tinh thần. Bởi vậy chúng tôi kêu gọi quý Phật tử đừng coi thường cái chuyện tế tự, đừng coi chuyện thờ cúng, nhưng mà thờ cúng là sao trang nghiêm, thờ cúng là sao phù hợp với văn hóa, thờ cúng là sao tránh được hủ tục. Và ở đây á, thì Đức Phật Ngài khuyên có 5 điểm mà chúng ta nhớ. Thứ nhất á, là ở trong cái việc thờ cúng tế tự đó, làm thế nào tránh được cái sát sanh. Có nhiều người ở đây thì ở Việt Nam chúng ta không đánh đổi, nhưng mà ở bên Nepal, bên Ấn Độ, nó có những cái phong tục là bình thường họ ăn chay, người Bà La Môn ăn chay, thưa quý vị. Nhưng mà tới khi mà họ hiến cúng đó, gọi là lễ hiến tế đó, thì họ chặt đầu con dê, chặt đầu trâu bò, khủng khiếp lắm, quý vị nhìn thấy quý vị sẽ không chịu nổi. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng trong cái buổi lễ đó, cái vật hiến lễ đó không nên làm hại đến sinh linh, tức là tránh cái hủ tục của nhiều nền văn hóa. Có nhiều nền văn hóa Á Châu ngày xưa và văn hóa của bên Maya bên đây, bên Mỹ Châu đó, thưa quý vị, thời cổ đó, là người ta còn giết cả người, ta giết cả đồng nam, đồng nữ, ta giết cả trinh nữ để họ tế thần. Thật ra cái gì mà sát hại đến sinh linh đó thì đừng. Và Đức Phật Ngài dạy rằng nếu một cái buổi lễ mà sát hại sinh linh á, thì buổi lễ nó trở nên nó tạo nên nhiều tiếng than, nhiều tiếng thống khổ. Ngay cả Đức Phật Ngài dạy rằng người ta sát sanh mà đem những con vật cột lại với nhau, cái tiếng tru, tiếng rống nó đau khổ, tiếng kêu la thảm thiết, và nhất là những người bị đem tế lễ thảm thiết á, thì cái đó đó nó lại khiến cho bậc thiện trí và không muốn đến các lễ hội đó. Chư thiên cũng không khoan hỷ. Mình thử mình làm phước, thử mình làm lễ hội, thử mình làm phước sự mà những người thiện không muốn đến, chư thiên không hoan hỷ, thì làm sao mà có phước được. Và ra Đức Phật Ngài dạy rằng mình làm cái gì chư thiên có phước. Thí dụ như là trong một cái lễ hội mà người ở tại các quốc gia Phật giáo có bố thí, và ngoài cái việc cai tăng ra còn cho tất cả mọi người ăn uống. Bởi vì chúng ta đừng coi thường những việc đó. Có nhiều khi ngày lễ đó Phật tử lo nó ăn nó uống cho mọi người, tại vì người ta đến chùa họ tham dự buổi lễ xong họ đói bụng á,
thì thật ra cái buổi lễ nó cũng có phần trang nghiêm nữa. Tại buổi lễ nên có cơm mỗi người ăn, cái đó nó cũng là pháp bố thí. Và cái đó cho đại chúng không phải là cho cái lễ, mà cái đó là một phước sự. Và nên hồi hướng phước cho chư thiên để chư thiên hoan hỷ vì cái những cái bố thí trì giới. Và đồng thời trong một cái buổi tế tự đó, buổi lễ đó, làm sao mà có được cái sự chứng minh của các bậc trí, các bậc thiện trí. Quý vị nào mà để ý cái lời kệ của bài kinh này, đó là một hướng dẫn cho các cái lễ hội ở tại các xứ Phật giáo, và có lợi lạc lắm. Dạ, bởi vì có đôi khi chúng tôi không dám nói, nhưng mà chúng tôi không có vui đối với chư tăng Nam Tông ở một điểm đó, là có nhiều vị cứ phủ nhận hoàn toàn kỳ của nghi lễ quan trọng lắm thưa quý vị. Không có một cái quốc gia nào, một văn hóa nào, một cái triều đại nào mà thiếu về nghi lễ đó, mà nó lại tồn tại hết. Và chúng tôi chỉ thấy là bên Nam Tông ở Việt Nam á, thì chúng ta không chú trọng thôi. Ở các quốc gia Phật giáo, quốc gia nào cũng có nét nghi lễ, và nghi lễ rất đẹp thưa quý vị. Chúng tôi thấy người ta không có phủ nhận cực đoan như chúng ta, và chúng ta nên biết trở về để xây dựng một cái nghi lễ cho được tốt. Khi mà chúng tôi mới sang bên Mỹ thời gian đầu đó, không có ngày hậu giác chưa qua đó, thì chúng tôi cố gắng để soạn lại một số các bài kinh ở trong Pháp Cú và trong Trung Bộ để cho Phật tử tụng. Tại vì chúng tôi mong rằng các vị làm lễ ở chùa Pháp Vân tụng kinh thì chúng tôi gặp một sự chống đối rất là mạnh. Thời đó có một vị sư mà bị chết rồi ở tại chùa đó, sư chửi chúng tôi giống như là một cái người tội đồ vậy, mà chúng tôi chỉ đem kinh Pháp Cú và Trung Bộ thôi, mà các vị nói tụng là phải tụng như Nguyễn Kinh ở Việt Nam vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, cái khổ là chúng ta hơi chấp, và chúng ta hơi chấp được đó. Chúng ta phải nói rằng mỗi một thời, mỗi một xứ nào cũng vậy, mình muốn duy trì cái gì nó có tất cách cộng đồng đó, thì nghi lễ quan trọng. Chúng tôi thì không có đi quá xa bằng cách là đem âm nhạc vào. Bây giờ nhiều chùa đem ca hát âm nhạc chào Phật. Ở chùa Pháp Luân thì có một ban nhạc lễ, và trong buổi lễ thì họ có nhạc lễ, nhưng mà đáp ứng xuống nhu cầu nào đó thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng cái nghi lễ là cái gì quan trọng. Bởi vì cái hình thức ở bên ngoài đó, đôi khi nó cũng quan trọng như nội dung. Quý vị thấy một cuốn sách hay mà in cái bìa thảm quá, người ta thấy người ta không ai muốn đọc. Do vậy tất cả chúng ta đó thì nên dung hòa. Và quý vị đọc cái bài kinh này ở đó, Đức Phật Ngài dạy rằng cái buổi lễ đó thì nên tránh sát sanh. Dạ, hãy đụng tới tế lễ hội mà có cái chuyện mà sát sanh là chuyện không nên. Và Ngài khuyên là cái lễ hội thế nào đó mà bậc thiện trí hoan hỷ lui tới, mà chư thiên cũng hoan hỷ. Thì như vậy Đức Phật kia không cũng nhận cái giá trị của văn hóa đâu. Văn hóa quan trọng lắm. Chúng ta nên cố gắng đọc cho... Xin lỗi quý vị là chúng tôi nói chuyện hơi trễ giờ rồi. Thì chúng ta sẽ trở lại với câu chuyện của Ba Tư Nặc trong một số những cái bài kinh khác trong phẩm Cô Sa Lát này. Và trong ngày thứ bảy tới thì có thể là chúng tôi có thời giờ, chúng tôi sẽ nói về vua Ba Tư Nặc sau khi quý vị đã nghe xong mấy bài kinh vừa qua. Rất là thú vị thưa quý vị, dạ rất là thú vị. Bây giờ thì xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Học của Đa Đam Ma. Kính truyền chi tôn đức đã vào rung để thuyết giảng. Ngày mai thì thưa quý vị, chúng ta có giáo trình có môn thắng pháp, và thưa tôi thưa sư là vị giảng sinh. Kính đảnh lễ chi tôn đức và chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, chúng con đảnh lễ tri ân chúng tỏ giác đẳng và từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư và đạo con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư đông đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tâm kỵ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Con thành kính tri ân quý ngài.
Nhật Bình kính cảm ơn Đạo Tràng đã cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Sanyino atiye yasata sanyino katang gunya palang mayan sabi paki pawantute ye tanggang suwilitang lindang gunya palang mayan ye jatata nacanan tideva danto alime kayum sabi lokam iye sata jiwanta harane tukamanonyang pojanan sabi